đây đã có đãi cháo, đãi chào tác. Cái này là đãi cho khách chú ăn xong rồi, ăn bên kia nãy rồi. Cái này là ta đãi cháo cho khách khách đi lễ. Đi vô cho cơm Nam Đức. Nghe nói trong này người ta có cúng vía. Thì sẵn gần đây ghé qua đây quay luôn, quay cho bà con coi luôn. Cái này chầu cao. Dạ, quay phim. Ở đây tôi chưa từng vô. Miếu bà Tây Vương Mẫu. Cuộc đời là giấc mộng đêm, đôi khi cảm giác cũng êm đềm, còn lại lo âu và tính toán. Hiện tại tương lai có những gì? Cuộc đời là giấc mộng say, đôi khi mong ước giữa ban ngày, còn lại đuổi theo cùng ý thức, thiệt hơn đôi mắt với mọi người. Ta say mê trong khói mộng mù du. Con thiêu thân lao tìm tới ánh đèn, loài ta nằm nhận ra thì đã hết tuổi xuân tàn, đừng ngắm cảnh đầu hoa. Cuộc đời là chỉ hợp tan, nhân duyên thanh mãn cũng phai tàn, từ biển ra đi trên đường vắng. Một mình ôm tròn nghiệp xưa nay, từ biển ra đi trên đường vắng. Một mình ôm tròn nghiệp xưa nay, từ biển ra đi trên đường vắng. Một mình này bà con, người ta ở xa người ta tới á, ở xa người ta tới người ta nghỉ chỗ này nè. Cái này cái kiểu như nhà khách vậy, cho bà con người ta ở xa người ta tới người ta nghỉ. Cuộc đời là giấc mộng đêm, đôi khi cảm giác cũng êm đềm, còn lại lo âu và tính toán. Hiện tại tương lai có những gì?
say mê đông cõi mộng phù du, như con thiêu thân lao tìm tới ánh đèn, lời ta nắm nhận ra thì đã hết tuổi xuân tàn, đừng ngắm cảnh đau buồn. Cuộc đời là chưa hợp tan, nhân duyên thanh mãn cũng phai tàn. Từ biệt ra đi trên đường vắng, một mình ôm đòn hiểm xưa. Có cháo, có nước. Cái này phục vụ cho khách, khách tới cúng chùa, cà phê, trà đá. Ở đây là miếu bà Tây Vương Mẫu. Chừng nào người ta mới rước bà xuống đây anh? Không rành hả? Ta say mê trong cõi mộng phù du, như con thiêu thân lao tìm tới ánh đèn. Lời ta nói con hỏi tới đâu rồi anh? Nhận ra thì đã hết tuốt với dầm cống dưới nè. Đừng ngắm cảnh đồng hoa, bà con ta đi lễ nè. Cuộc đời là chưa thì trong gần mấy cái đám lễ thì có mấy nhóm người ta nấu cháo, người ta làm nước, trà đường hay là gì đó để mà ta đón khách đi lễ. Từ biển ra đi trên đường vắng, một mình ôm trọn nghiệp xưa nay. Cái này là tự phát chứ không? Một nhóm người ta làm đó, rồi ta để đó người ta phục vụ cho khách vậy thôi chứ không có ấy. Một mình ôm trọn nghiệp xưa nay. Chạy theo đường này đi ra hồ Suối Vàng luôn. Đi ngang cái chỗ này bà con người ta cúng cái gì ở đây. Đường là đi qua Suối Vàng á. Cuộc đời là giấc mộng say, đôi khi mong. Cái đường này nó nối liền từ từ hồ Sà Chét. À, nếu đi vô Tà Pạ đó rồi xuống đi qua hồ Sà Chét, nó có một đường bờ đạp có chạy thẳng á, thì chạy vô trong cái rừng xoài cổ thụ. Xong rồi nếu chạy tiếp là nó qua tới chùa Cô 11.
À, tại chùa cô 11 có cái miếu bà đó, người ta đang tổ chức cúng bái gì đó đó, cúng vía. Rồi chạy tiếp là theo con đường bê tông này á, là nó chạy qua suối Vàng luôn. Đây là núi Cô Tô nè. Hồi xưa là đường đất mà bây giờ người ta cái đường này đi lên cái nhà xanh xanh ở trên núi đó.